Chào các anh em của Taxi Coin. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chuyển tiền coin giữa sàn Binance và các ví điện tử khác. Thì trong video này thì mình sẽ sử dụng ví MetaMask. Trong video trước thì mình đã hướng dẫn cho mọi người cách cài đặt ví MetaMask rồi, là ví tiền điện tử đấy. Thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chuyển tiền giữa sàn Binance và ví MetaMask nhé, cụ thể là ví MetaMask nhé. Thì để được chuyển được tiền thì mình có một cái lưu ý như thế này. Thứ nhất là các bạn nên chuyển BNB trước nhé, bởi vì khi các bạn tạo ví MetaMask này thì các bạn không có BNB ở trong ví đúng không? Thế tuy nhiên là khi các bạn giao dịch ở trên mạng BNB Smart Chain này này thì các bạn sẽ bị tốn một lượng phí gas nhất định, chính là cái đồng BNB này. Và nó rất là nhỏ thôi, nó chỉ rơi khoảng tầm vài nghìn Việt Nam đồng một lần thôi, thậm chí có khi đến 1-2 nghìn Việt Nam đồng một lần thôi. Thế tuy nhiên thì các bạn cũng phải có, không có thì không làm gì được nhé. Không có chỉ nhận được thôi chứ không gửi chuyển được. Ok, đầu tiên thì mình sẽ thực hiện chuyển tiền coin từ sàn Binance sang ví trước. Đấy, thì trước khi chuyển thì các bạn sẽ phải sang cái ví này của các bạn này. Cái ví MetaMask của các bạn này. Đấy, các bạn copy cho mình cái số tài khoản nhé. Đây chính là cái số tài khoản của cái tài khoản này của mình này. Các bạn ấn vào đây này. Thì nó đã copy rồi. Hoặc là các bạn ấn vào cái phần BNB này, ấn vào nhận này, ấn vào nhận cũng được, ấn sao chép cái địa chỉ ở đây. Đấy, nó là một cái ký tự, một cái dãy số gồm số và chữ ký tự rất là dài này này. Các bạn ấn sao chép nhé. Rồi, thì cái địa chỉ ví của bạn đã được sao chép bộ nhớ. Các bạn sang tài sản Binance, các bạn vào cái đồng coin các bạn muốn chuyển. Nhưng ví dụ mình sẽ chuyển đồng BNB luôn, bởi vì là mình chuyển nếp chuyển từ bên kia sang mình sẽ mất phí không, thì mình sẽ chuyển đồng BNB trước. Ok, các bạn chọn cho mình phần rút. Chọn cho mình gửi qua mạng lưới tiền mã hóa nhé. Đây là một cái phương thức chuyển tiền giữa các mạng lưới tiền mã hóa là chung hết như nhau hết. Và các bạn có thể chuyển được bất kỳ nơi nào. Ví dụ như cái ví MetaMask của mình là nó không đi kèm theo email, số điện thoại, ID gì đâu. Cho nên các bạn phải chọn cho mình cái phương thức thứ nhất là chuyển cho bất kỳ ai, bất kỳ nơi nào luôn. Đây. Sau đấy các bạn dán cái địa chỉ vừa nãy mà chúng ta copy vào. Rồi, nó là một cái ký tự rất là dài đúng không ạ? Một cái dãy số rất là dài. Ở dưới các bạn chọn cho mình mạng lưới BEP20 nhé. Đây là cái mạng lưới phổ biến và cũng là rẻ nhất. BNB Smart Chain BEP20 này này. Rồi, ở đây các bạn chọn số lượng đồng BNB muốn chuyển. Như mình ví dụ mình chọn tối đa. Gửi từ ví support và phí funding. Ok, chúng ta ấn rút. Xác nhận này. Ở đây thì các bạn phải điền hai cái lượt mã xác minh vào, một cái mã ở email và một cái mã điện thoại. Mình đã cài hai lần xác minh. Sau khi điền mã xác minh xong, các bạn ấn rút thôi, ấn tiếp tục này. Vậy là lệnh đã hoàn tất. Các bạn có thể ấn vào lịch sử để xem trong cái quá trình chuyển tiền của chúng ta được bao nhiêu phần trăm rồi. Sau khi thực hiện rút xong ấy, thì các bạn có thể ấn vào xem lịch sử này. Đây này. Lịch sử rút của mình đã hoàn thành. Thực ra cái thời gian mà mình rút nó rơi khoảng tầm 1-2 phút ấy. Thì các bạn chuyển sang ví MetaMask để các bạn kiểm tra xem là các bạn đã nhận được tiền chưa. Ok, tiền đã hiện lên. Mạng loát xong thì tiền đã hiện lên. Đây thì mình vừa thực hiện chuyển 50,12 đô la đang ở BNB sang từ sàn Binance sang ví MetaMask này. Thì đã nhận được rồi nhá. Thời gian nó chỉ mất khoảng 1-2 phút thôi. Rất là hiếm trường hợp mà mạng nó bị nghẽn chẳng hạn thì nó sẽ lâu hơn một chút. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện chuyển lại từ ví MetaMask chuyển sang sàn Binance nhé. Thế thì để chuyển được các bạn cũng cần phải có cái địa chỉ của ví của mình, của sàn của mình này này. Thế thì cái công thức chuyển của như sau này, các bạn ấn vào phần nạp này, sau đấy mình chọn cái đồng BNB đi. Sau khi chọn xong thì các bạn chọn, nhớ cứ chọn cho mình là mạng BNB Smart Chain BEP20 này nhé. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ có một cái mã QR giống như cái mã QR tài khoản ngân hàng của mình ấy. Thì các bạn có thể dùng, các bạn có thể quét ở bên ví MetaMask như thế này. Ở bên ví MetaMask cũng có cái phần quét này này, quét mã QR này này. Đấy. Thì mình sẽ làm một cái cách là mình sẽ copy cái địa chỉ này. Đây là cái địa chỉ ví Binance của mình. Thì các bạn ấn vào phần copy ở đây. Rồi,
Đến xong bên đây thì các bạn vào phần BNB này này. Các bạn ấn gửi. Rồi các bạn paste cái địa chỉ của mình vào. Sau đó các bạn ấn tiếp. Ở đây thì mình sẽ chọn tối đa và cái phí của nó sẽ có mất một ít phí BNB đấy ạ. Thì nhưng nó sẽ trừ thẳng trực tiếp vào cái phần BNB mà mình gửi đi này. Rồi các bạn ấn tiếp. Đây này, phí gas ước tính 0,0011 BNB. Thì với giá BNB hiện tại thì nó rơi vào khoảng tầm mà 0,003 đô đấy. Gửi. Ok. Cái lệnh gửi từ ví MetaMask đi các nơi khác nó rất là dễ. Cho nên các bạn cần phải lưu ý là nếu như cái tài khoản ví MetaMask này của các bạn bị lộ ra ngoài thì người ta có thể chuyển tiền đi bất kỳ lúc nào. Nó không giống như trên sàn Binance nhé. Trên sàn Binance thì khi mà các bạn chuyển tiền các bạn cần phải có hai bước xác minh, ví dụ như xác minh bằng email, xác minh bằng số điện thoại. Nhưng từ ví MetaMask mà chuyển đi thì không cần bước xác minh nào cả, cứ thế là gửi thôi. Nên các bạn cực kỳ phải lưu ý cái vấn đề đấy. Ok, mình sẽ kiểm tra sang sàn Binance nhé. Xem mà mình đã nhận được tiền chưa. Hiện tại thì chưa nhận được, nhưng mình sẽ ấn phần lịch sử này, có phần nạp này này. Nó đã có rồi này. BNB đang 8 trên 15 rồi. Và khi nào nó đạt 15 trên 15 thì tức là mình đã nhận được. Thì nó thời gian nó nhanh thôi, nó chỉ mất khoảng một vài phút thôi. Đây, 15 trên 15 rồi. Đang confirm rồi, confirm xác minh rồi. Ok, mình đã nhận được một cái tin nhắn là đã deposit thành công. Mình cũng nhận được email đã nạp thành công. Đây mình sẽ có thể lắp lại rồi, tiền đã nhận về. 50 đô BNB là 0,163 đồng BNB. Okay, tiền đã về tài khoản. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách chuyển tiền giữa sàn Binance và ví MetaMask, cũng như là chuyển lại từ ví MetaMask lên sàn Binance. Với cách thức chuyển các bạn có thể không phải là chỉ chuyển mỗi ví MetaMask đâu, các bạn có thể chuyển được bất kỳ nơi nào, bất kỳ cái địa chỉ ví nào, chuyển cho người này người kia hay từ sàn này sang sàn kia, ví này sang ví kia, cái cách thức nó cũng tương tự như thế, quét QR hoặc là copy địa chỉ. Nếu có bất kỳ điều gì thắc mắc thì các bạn hãy comment bên dưới để mình giải đáp. Đừng quên like video, subscribe kênh để nhận thông báo về những video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn.